Thưa quý vị, nhắm vào nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tăng cao của người dân dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận mời chào khách hàng mở thẻ tín dụng online, rút tiền từ thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ, từ đó chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của người dân. Cụ thể, các đối tượng thường áp dụng cách kết bạn qua mạng xã hội và gửi thông tin ưu đãi liên quan đến hoạt động thẻ kèm đường dẫn hoặc mã QR dẫn đến website giả mạo ngân hàng đồng thời hối thúc khách hàng nhập các thông tin cá nhân như ảnh chụp hai mặt căn cứ công dân, hai mặt thẻ tín dụng, mã bảo mật. Sau khi cung cấp các thông tin trên, kẻ gian sẽ chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng. Một chiêu thức lừa đảo khác thường gặp gần đây là kẻ gian giả mạo thông báo có chữ ký cấp lãnh đạo ngân hàng, thông báo về việc khách hàng được nâng hạn mức thẻ tín dụng nhưng đang có lịch sử trả chậm hoặc nợ xấu gây ảnh hưởng đến điểm tín dụng. Từ đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng chuyển cọc tín dụng vào một tài khoản được chỉ định để hỗ trợ xóa lịch sử nợ xấu và tăng điểm tín dụng. Nếu khách hàng làm theo, kẻ gian sẽ cắt đứt liên lạc và biến mất cùng số tiền khách hàng đã chuyển cọc. Các ngân hàng khẳng định việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân đều là lừa đảo. Các ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, số bảo mật, mã xác thực một lần OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng tuyệt đối không quét mã QR code hoặc truy cập vào các đường link lạ và không chụp thẻ tín dụng, mã bảo mật trên thẻ. Người dùng cũng cần lưu ý không cho người khác mượn thẻ, không lưu thông tin thẻ trên điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào, không chia sẻ thông tin thẻ lên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc đặc biệt là các ứng dụng có quyền truy cập dữ liệu trên thiết bị không thực hiện các giao dịch chuyển tiền nạp tiền vào tài khoản hay số điện thoại do người khác chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng hoặc khuyến mãi vay vốn